Rau dền đỏ bà con, rau dền đỏ là một loại rau chúng ta ăn nó rất tốt cho sức khỏe. Nhưng mà có một số người có bệnh thế này, chúng ta không ăn được rau dền đỏ. Nếu ăn vào thì bệnh lâu bớt, lâu khỏi, lâu lành. Người không ăn được là bà bầu à, người có tính hàn, người bị phong thấp, người bị gút, người bị sỏi thận, người bị tiêu chảy là không ăn được rau dền đỏ. Nếu ta ăn rau dền đỏ vào thì những chứng bệnh của chúng ta, những sức khỏe chúng ta không bảo đảm tốt cho những người bà bầu, người có tính hàn, người bị phong thấp, người bị gút và người bị sỏi thận. Vậy mong rằng đừng ăn rau dền đỏ để bệnh mình mau khỏi, mau lành và mau bớt nha bà con. Đó, ta ăn rau dền đỏ nó tốt cho sức khỏe, bởi vì nó mát gan, thanh nhiệt, tốt cho xương khớp, giảm viêm, tốt cho bệnh tiểu đường, còn lại ngăn ngừa các bệnh về răng, về miệng, ngăn ngừa bệnh tim mạch, cải thiện cho hệ thống tiêu hóa, ngăn ngừa ung thư, giảm đau đớn, lét miệng, viêm họng. Nhưng mà không phải tốt vậy là ta ăn bao nhiêu cũng được. Nên ăn rằng mỗi ngày không quá 100 gram, chứ không phải tốt là ăn bao nhiêu cũng được. Ta ăn mỗi ngày không quá 100 gram, ăn 6 ngày, nghỉ một ngày rồi mới ăn tiếp nha bà con. Đó là rau dền đỏ. Mong bà con ta vui vẻ mạnh khỏe, ăn rau dền đỏ tuyệt vời, không bị gì. Xin chào.